Trong những ngày cuối của năm 2018, chúng tôi đã có dịp ghé thăm chàng cầu thủ điển trai Nguyễn Phong Hồng Duy và gia đình anh ở thị trấn Trơn Thành, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Được về nhà ăn Tết cùng với gia đình, thay vì đi chơi hay tụ tập cùng với bạn bè, Nguyễn Phong Hồng Duy lại dành thời gian để giúp bố mẹ sửa sang lại ngôi nhà kịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Được về nhà ăn Tết cùng gia đình, thay vì đi chơi hay tụ tập cùng bạn bè, Nguyễn Phong Hồng Duy lại dành thời gian để giúp bố mẹ sửa sang lại ngôi nhà để kịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Nghĩ là con thì thi đấu thì đôi lúc thì cũng phải để cho con về nó nghỉ ngơi. Nhưng mà về thấy bố mẹ như vậy thì Duy cứ tiếp tay vô phụ bố mẹ thôi. Tự Duy tiếp tay vô phụ những mọi chuyện nhiều khi đó ngay thì khi như là tháo màn để cho mẹ giặt. Hoặc là chỗ nào còn dơ đó là Duy như lao mấy những cái chất vách tường gì đó. Để thu xếp mọi việc cho nó được gọn gàng để phụ giúp bố mẹ. Hồng Duy có niềm đam mê với bóng đá ngay từ những năm học tiểu học. Sau mỗi giờ tan học, Duy lại cùng bạn bè trốn nhà đi đá bóng. Với sự nhanh nhẹn, cậu bé Hồng Duy hồi đó đã giành được nhiều thành tích nổi bật về các bộ môn như chạy 100m, nhảy xa, nhảy cao, đá cầu, đá bóng. Giới chuyên môn đánh giá, Nguyễn Phong Hồng Duy có một cái chân trái đầy năng lượng, sự tự tin tuyệt đối về kỹ thuật bản thân và nhất là tính khó lường cả trong cả bước chạy lẫn quyết định xử lý và cả những cú sút xa táo bạo. Trong những năm gần đây thì đây là năm đầu tiên mà em được về nhà Tết mà để đón cái Tết nhiều ngày như vậy chứ. Thế nên mỗi năm thì bọn em chỉ có trong vòng là chỉ được một tuần nó lại thôi. Thực sự khi mà em về nhà thì cảm thấy ba mẹ, cảm thấy chỉ có ba mẹ đang làm những cái việc như vậy thì em cảm thấy rất thương bố mẹ. Giờ lúc nhiều lúc chảy nước mắt nhưng mà mình là đàn ông mà đáng là em kìm nước mắt lại nhưng mà cũng ráng phụ cho giúp bố mẹ. Nguyễn Phong Hồng Duy được mọi người đánh giá là một chàng trai rất thú vị, ở anh có sự già dặn trước tuổi. Khi rảnh rỗi, bên cạnh bóng đá thì việc anh chú tâm nhất là học những điều về ứng xử và tìm hiểu kinh nghiệm về kinh doanh. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, anh sẽ trở lại với câu lạc bộ để tiếp tục công tác tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo.